Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Pets Compact nha anh em ơi. Và nếu như nào thích cái video này, hãy cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai anh em ơi. Charmeleon của mình đang có thể lên được một vài skill ở đây. Fire Spun nâng cấp lên, nâng cấp cái skill của chúng ta lên đấy. Có thể 3 sao rồi, mình nghĩ mình sẽ nâng. Các bạn tại vì cái này chỉ có level 3 nên chỉ nâng tối đa lên 3 level thôi. Đấy, anh em hiểu không? Ok. Con này cấp A. Mình muốn có một con cấp S anh em ạ, cho nó xịn xịn tí. Cái này có nhập code rồi anh em nhá. Cho có thể nhận được cái gì này? Mew à? Newbie sẽ nhận được Mew anh em ạ. 50k coin. Star of the Month, có nghĩa là quà tháng này à, thì trông có vẻ xịn sò đấy. Đăng nhập 3 ngày sẽ nhận được Gengar anh em ạ. Gengar 3 sao rank cấp S, sẽ được Machamp. Ok anh em, phần quà này cái này nạp tháng anh em ạ, cái này phải nạp thẻ tháng anh em nhá. Game thì khá là hay. Đây lấy energy á, cho lấy thêm được ít energy các kiểu ấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ cho tiếng nó nhỏ, tại vì game là tiếng nó sẽ hơi bị to đấy. Newy Carnival chưa nhận được ấy đâu anh em. Ngày 1 này chúng ta phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở đây để nhận được tối đa game á. Có cả code đấy anh em ạ, có rất là nhiều code đấy. Để mình 150 game mua được cái này ngon đấy chứ. Đây mảnh của Mew anh em ạ. Mảnh của Mew. Thế anh em. Value patch. Cái này là được free này ha. Được thêm coin, được ít diamond nữa. Cái là toàn free thì mình cứ chấp nhận thôi. Weekly. Rồi, nhận luôn anh em nhé. Nó nhận được khá là nhiều. Cái này là tiêu 20.000 sẽ nhận được Greninja anh em ạ. Nhá. Tiêu 20.000 sẽ nhận được Greninja. Cái gì ấy? Cái này mua khá hay này, anh em cố gắng dành giúp tiền này. VIP 1 à? Nhưng mình còn chưa VIP 1 cơ ha. Phần quà ở đâu nữa đấy? Nhập code ở đâu? Đây có bạn bè đây anh em. Có một người bạn đã kết bạn với mình nha. Ok, level 29. Max. Sao link friend của mình có phải đấy đâu? Mình cần đổi tên anh em ạ. Cái tên hơi bị ngáo. Thế đấy, đặt tên là Thầy Ezi. Đấy, ok anh em. Bây giờ mới vào đổi tên anh em ạ. Đợt đầu tiên đổi thì sẽ không mất tên, không mất tiền. Cái gì nhỉ? Cái nhập code đâu nhỉ? Chắc ở phần cài đặt ha. Ok. Cho online thứ sẽ nhận được quà. Rồi, diamond thêm 50 nữa. Ấn vào đây à? Gift code này anh em. Đấy, tôi sẽ cho anh em những cái gift code mà mình sưu tầm được của cái game này nhé. Ok anh em. Gift from Ash. Đấy. Rồi ôi, 200. Thế là gift from Shoji. Cái này là chơi trên giả là nó bị lỗi anh em. Đấy, ok anh em. Được Pikachu đội mũ anh em ạ. Cấp S luôn ạ, ngon. Không khoảng 300 nữa. 300 game nữa. 300 game anh em ạ, ngon phết nhỉ. Gift from Misty. Được 10 cái vé. Gift from Brox. Các phần quà với hai cái code nữa anh em ạ. DR O Aka Gift để quà từ giáo sư à. 10 vé anh em. Newbie Gift for you. Ấy, ngon đấy anh em ơi, tất cả code mình đã nhận hết rồi đấy nhá.
nhận hết tất cả các cái code mà chúng ta có thể có ở trong này ha. Rồi, mình có thể đi draws. Choose one, draw 10 lần, mất khoảng 2000 game. Wow, có Montres. Có con chi, có chó lửa. Diamond ở đây. 10 lần sẽ nhận được Pokemon cấp SC anh em ạ. Preview. Cấp S đây anh em ơi, có thể nhận được Anti Raikou. Oh my god, ngon đấy. Ở đây những con Pokemon huyền thoại này, nếu mà may mắn thì có thể coi ạ. Coi thì có lẽ sẽ là cũng hơi khó. Mảnh của Nidoran. Ok, chúng ta nhận được con cấp A luôn. Thử 10 lần nhá. Để xem được cái gì không? Tôi đang có 31 cái vé anh em ạ. Cấp S à. Khi bạn Pokemon huyền thoại anh em ơi. Freelist, con này khá lạ. Tirowesh. Ok anh em, mỗi này mở 10 lần thôi. Phantom, con cấp B à. Còn là Spiro. Sandai. Nidorans. Snover. Azuril. Cubone. Phantom. Ôi, toàn con gì anh em ạ? Toàn tôi nhận được mấy cái con nó khá là ngáo ngơ à. Khá là ngáo cần. Khó phết anh em ạ, khó ra được những draw những con xịn để lắm. Mình sẽ thử draw phát nữa xem có ra được con xịn không ha. Ekan, Turwinch, Veronas, Nunez, Phantom. Ui, cấp S là con Max Mai đấy á. Con Max Mai là một con cùi lắm anh em ạ. Con 3 sao đấy, mình sẽ mở phát nữa đi. Pokemon huyền thoại đâu? Không có luôn, Charmander đứng. Sandshrew. Cấp S. Tepix, con lợn. Veronas. Ui ôi, toàn con cùi em ạ. Vãi đạn luôn. Được con đây này, preview mới ha. S thì có rất là nhiều loại S sẽ khác nhau anh em ạ. Con cá sấu. Trời ơi là trời. Như vậy là mình cũng không có quá nhiều cái phần quà cho lắm đâu. Time limited event draws. Đây là mảnh của Gyarados. Draw 60 lần sẽ nhận được con Gyarados anh em ạ. Ok, anh em nhớ cố gắng hết sức để có thể là draw 60 lần. Ok anh em. Oh my god, con mạnh nhất là cùng con này anh em ạ. Bây giờ mà muốn cho nó tiến hóa lên nữa thì level up ở đây. Đó, level up này. Break out. Star, đây là sao anh em ạ. À đây, Evo đây. Evo của nó khi đạt được level 36 nhá anh em. Ok. Charizard. Rồi, điểm nhau cái, xong tính sau anh em nhé. Hơi đen, ngày xưa mình nhớ mình mở được cả con Pokemon huyền thoại cơ anh em ạ. Nhưng bây giờ thì không. Được, hôm nay tôi không mở Pokemon huyền thoại. Tôi sẽ đấu con gì đây? Đấu với con... ấy con cấp S mà mình có những con cấp S, mình bỏ những con cùi của mình đi anh em ơi. Ví dụ con cấp B này đấy, Mudsmite, bỏ Pikachu con này vào đó, cho có 6 con mà. Đây là 6 con cấp S của mình anh em ạ. Ngày mai mình sẽ nhận thêm một vài con nữa. Nói chung là mình cứ mở 60 lần đi, không phải tính sau à. Hoặc anh em có thể lập nhiều arc anh em ạ. Anh em run á, anh em cứ run cho tui ha là được. Cái auto không? Các bạn không có auto luôn này. Chúng ta nhận được Pikachu phiên bản là đội nón của thằng Ash, khá đẹp anh em ạ. Cũng được. Nhiều đấm phát bạn ơi. Con tôm ạ, con tôm chúng ta thấy khá là nhiều à. Pikachu ơi. Ôi. Hay thật, Pikachu phóng cái mũ đẹp ghê. Wow. Wow, Pikachu này đẹp quá anh em ơi. Pikachu này xịn quá. Pikachu đội mũ á. Ash Ketchum, ok anh em.
best. Chúng ta tiếp tục. Ờ, cho có thể đánh thêm mà được đến tiếp mà. Story, cho đấu cá sấu anh em ạ. Cá sấu con tiến hóa dạng 3 thành cá sấu khổng lồ rồi. Rostom Pokédex. Pikachu, đúng rồi. Tấn công đi anh em. Bọn này nó cũng dễ mà, dễ chơi mà. Ấy, Pikachu. Xôi rồi. Pikachu này mạnh quá. Xịn xò thật sự. Kiểu của cú đấm sức mạnh anh em ạ. Charizard còn lâu, Charmeleon còn lâu tiến hóa được thành Charizard thần cấp 36 cơ nhá. Cho nó mở khóa một vài thứ. Pokemon, ấn vào Pikachu, ấn vào cái này, ấn vào. Nói chung là nó sẽ khỏe hơn đấy. Kiểu là như vậy anh em ạ. Rồi anh em ơi, chúng ta tính sau ấy. Bây giờ mình sẽ lên level up. Con này có tiến hóa được không nhỉ? Không rõ tiến hóa được không ấy. Cái này thì mình cũng không biết được. Level 8 luôn ạ, thấy rất là khỏe á. Cho những con cấp S của chúng ta lên level luôn anh em. Cho lên một chút level. Thật ra nó cầy nó cũng lên mà. Pikachu thì không evo đâu anh em. Con này sao? Con này evo là con gì? À, cá sấu đeo mắt kính ạ anh em ạ. Con này sao? Con này tiến hóa thành con Aron anh em ạ. Ôi. Agron. Ghê đấy. Con này thì tiến hóa thành ba con đấy. Ui. Max Nejon anh em ạ. Con robot này khá đẹp. Dạ. Yeah. Có mỗi Pikachu này không tiến hóa thôi nhá. Pikachu này tiến hóa được thì ngon ha. Hết skill à. Hết skill rồi anh em ơi. Rồi tí sau anh em ơi, bây giờ tiếp tục đánh vào cái stage này. Đánh vào cá sấu con này. Nhìn chung là có con gì ta sẽ dùng con đấy thôi anh em ạ. Nhá. Vì ngày mai cũng có một vài con mạnh. Ui Gyarados. Đấy, rồng điên anh em ạ. Đối đầu với rồng điên ha. Chiến bạn ơi. Wave 1. Mình cứ để auto hết là Pikachu hiện tại đang khá khỏe. Đã được tăng rất là nhiều đam, rất là nhiều thứ vào trong cái này. Đây, Gyarados bé tí. Pikachu đội mũ đẹp thật sự luôn anh em ạ. Phiên bản này siêu nét, siêu xịn luôn. Kamehameha, trời đấm. Đấm một phát, đấm bằng từ chiêu điện. Ui, đấm đánh lan chết luôn ạ. Wow, khỏe đấy. Stylish, battle again là mình tiếp tục là chơi lại à? Đúng không? Phải đánh như này chứ. Đánh này thì nó sẽ hợp lý hơn. Team Rocket con Mew. Khá là quen anh em nhỉ. Rồi. Ok. Đây là có con gì nhỉ? Lạc đà lửa. Cầy cuối bọn này đã sao tính sao. Bọn nó lên level khá nhanh này anh em. Thì chiêu này thì sẽ đánh lan và quét sạch tất cả kẻ địch trong vòng một nốt nhạc. Ui. Bay màu luôn. Xôi ôi. Ôi bạn ơi. Ui. Đánh như thế này thì khỏe quá. Tôi từng đam quá ba. Sao đánh con boss rồi anh em ạ? Đánh gì á? Thì sao? Nó lên level 9 này. Rustom Pokédex. Chúng ta sẽ có phần ở phần hash nó sẽ khó hơn một tí á. Palace Town. Team của nó sẽ mạnh hơn. Ui, con thuyền trưởng ma này. Hay phết nhờ. Wave 1. Ba con lửa. Nhận được Pikachu rank S. Ngon thật sự luôn. Nhờ. Ok. Pikachu rank S nhơn. Một đấm này. Chứ cả team có không. Nó chỉ lấy được khoảng tối đa 3 con thôi anh em. Để đánh la được 2 con hay phết nhỉ. Cá sấu chui lòng đất. Mấy con
cùi cùi, nó không có cái hiệu ứng chuyển kẻ đánh nhau anh em. Chính xác. Ấn Pokemon, ấn vào Pikachu, ấn vào cái này. Rồi mình nghĩ cứ để đấy á, thì nó có nhiều thứ quá, chứ mình sẽ dùng thế nào cho nó hợp lý. Ồ nó mờ này, cái này cũng hay mà, bonus thêm sức mạnh các kiểu kiểu đấy. Sức gia tăng hết sức mạnh, tội tội gì nhỉ anh em, khi đủ Pokemon cái nó tăng sức mạnh cho chúng ta mà, đúng không? Đấy, rồi con SS là con mạnh nhất, là con Mega Rayquaza là con xịn nhất ở trong này. Tiếp theo là Mew, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groron, Rayquaza, Iaga, Palkia, tất cả Pokemon huyền thoại đều có hết trong này, trừ Sword and Shield anh em ạ. Hoppa, Hoppa, Unbow đều có hết. Đây là những con đấy rồi. Mega Charizard X, Mega Charizard Y. Cũng khá nhiều Pokemon, nhìn sắc họ không update, không cập nhật thêm Pokemon cho ta nhỉ. Cho đánh ở story nhé, tôi đang đánh dở story, đang đánh hay quá. Đang rất khá là thích đánh cái story này ha. Đánh đến map cuối rồi. Đánh nhau với con boss đấy anh em ạ. Con boss là một con Legion, à con huyền thoại anh em ạ. Kinh hoàng đấy. Pokemon huyền thoại luôn ạ. Có phải con này có huyền thoại không? Nhưng không phải. Nhìn không giống huyền thoại lắm thì phải. Không giống huyền thoại lắm anh em ạ. Pichu. Ok. Live feed tip. Một đấm. Đúng rồi. Xuyên tập. Ôi con này con lửa này. Con này khỏi huyền thoại không? Không phải huyền thoại. À con này không phải huyền thoại đâu. Đất đai thôi. Thì mình khỏe sẵn rồi mà. Master again cũng nghĩa là chơi lại đấy. Rồi anh em ơi, Blaziken. Đây này, đây Blaziken này anh em. Nhìn đẹp thật sự luôn, Blaziken. Nhìn xịn xò thật sự luôn anh em ạ. Hida, đối đầu các nhà huấn luyện viên à. Mình sẽ để Pikachu mình đối đầu với Blaziken. Blaziken là hệ lửa, mình là hệ điện anh em ạ. Nên cũng không phải lo. Đấy, Blaziken. Đã chắc là thùng tuyệt chiêu cái là chắc là bay rồi, bay màu rồi. 1068 đam. Không, nó phải là tầm 5k3. Bay màu luôn ạ, một đấm ạ. Khỏe thích rồi. Level 11 rồi. Rồi và chúng ta skill nhé. Xin chào anh em.